Châu Trinh, nhà chí sĩ yêu nước, còn gọi Phan Tây Hồ, cổ vũ nền Tây học. Cụ cũng là nhà nho. Cụ từng đỗ phó bảng, Nguyễn Sinh Sắc đồng khoa, cả hai sớm trăn trở, lo ngại phận nước nhà. Thấy triều Nguyễn nhu nhược, thối nát và đớn hèn, cụ liền bỏ áo mũ, lời chính nghĩa nêu lên. Chủ trương bất bạo động, ủng hộ Phan Bội Châu, đưa thanh niên sang Nhật học cải tổ làm giàu. Cụ cũng sang Trung Quốc học hỏi Tôn Trung Sơn về tam dân cách mạng để hiểu biết nhiều hơn. Sau 10 tháng về nước, đấu tranh với chính quyền, công khai và thẳng thắn, gửi yêu sách nhiều phen. Cụ gửi toàn quyền Pháp bức thư 12 trang đòi tự do dân chủ, nhà ái quốc hiên ngang. Toàn quyền không hồi đáp, cụ gửi thư sang Tây trình lên Tổng thống Pháp phản ánh bất công này. Cụ tố cầm quyền Pháp cai trị ở Đông Dương bất lương và hà khắc, vô lối và nhiễu nhương. Tuy là bất bạo động, chủ yếu qua nghị trường, nhưng giới cầm quyền Pháp không ai dám xem thường. Cụ còn là lãnh đạo của phong trào Duy Tân, cổ vũ nền Tây học, chống chính sách ngu dân. Dân Quảng Nam chống thuế, dấu hiệu không hòa bình, thực dân vin cớ đó bắt cụ Phan Chu Trinh bị đày ra Côn Đảo. Tấm lòng cụ sắt son, hy sinh vì dân tộc, dù sông cạn đá mòn. Ra tù cụ sang Pháp bạn với Phan Văn Trường, đấu tranh bằng bút mực, lòng luôn nhớ quê hương. Rồi cụ trở về nước năm 1925, vẫn kiên trì tranh đấu vì quyền lợi an nam. Một năm sau cụ mất, cả đất nước khóc thương, nhà ái quốc vĩ đại, một nhân cách kiên cường.